Thưa quý vị, thưa các bạn, với số ca nhiễm gần 3.000 ca nhiễm mỗi ngày, nhưng có đến 90% số người mắc bệnh có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Điều đó cho thấy việc kiểm soát dịch bệnh tại thủ đô Hà Nội đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, việc đánh giá cấp độ chống dịch theo các tiêu chí chung như là số ca mắc mới trong 14 ngày, tỷ lệ tiêm vaccine được các chuyên gia cho rằng không còn phù hợp với giai đoạn này. Bên cạnh đó, thì các địa phương đưa ra phương án chống dịch, dù được cho là thích ứng linh hoạt nhưng mang tính nửa vời, hình thức, không phải là các giải pháp chống dịch tận gốc. Ngay khi quận Ba Đình nâng cấp độ dịch, chủ các cửa hàng kinh doanh ăn uống này đều tuân thủ chấp hành việc không bán hàng tại chỗ mà thực hiện bán mang về. Với chị Linh, chủ cửa hàng bán lẩu, chị chọn phương án đóng cửa hàng luôn vì số người mua hàng mang về cũng rất ít. Thực hiện cái chỉ thị là bán hàng mang về thì ở nhà hàng này là sẽ nghỉ luôn, không bán mang về được, bởi vì là theo cái tâm lý của mình, mua đồ mang về nhà ăn thì nó cũng không được thoải mái. Vì khách hàng này cũng tranh thủ ngồi thêm ở quán cà phê quen thuộc trước khi cửa hàng chỉ bán mang về. Theo anh, nếu khách không ngồi được ở các quận cấp độ 3 thì sẽ chuyển sang cấp độ 2, vì rõ ràng việc cấm ở nơi này nhưng mở ở nơi kia không phải là cốt lõi của việc ngăn chặn sự lây lan của virus. Cái này là ủng hộ chính sách của nhà nước hơn, giờ dịch nó căng thẳng mà. Ai có ý thức hơn một chút thì nó sẽ ok hơn. Theo xếp loại cấp độ dịch hiện tại của Hà Nội, Cầu Giấy là địa phương chuyển từ vùng 2 sang vùng 3, với số ca nhiễm mới gần 1.200 ca nhiễm trong 14 ngày qua, đưa số quận lên cấp độ 3 lên con số 8, 20 địa phương ở cấp độ 2 và 2 huyện Phú Xuyên, Phúc Thọ ở cấp độ 1 là vùng xanh, với số ca nhiễm liên tục gần 3.000 ca mỗi ngày. Toàn thủ đô đang ở cấp độ 3. Việc xếp loại này dựa trên 1. Số ca mắc mới cộng đồng 14 ngày qua, 2. Số ca mắc cộng đồng trên 1.000 dân một tuần, 3. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine tính bằng phần trăm. Dù các địa phương đã đưa các phương thức chống dịch linh hoạt và thích ứng theo tinh thần của Nghị quyết 128, nhưng đều phải tuân thủ các quy định chung của ngành y tế. Do vậy, khi thiếu sự đồng nhất thì các biện pháp sẽ không mang lại hiệu quả cao. Nhiều tỉnh thành như Hà Nội chẳng hạn, hầu hết các quận là bây giờ là vùng cam rồi, như thế thì rất là khó cho vấn đề, tức là chúng ta vừa chống dịch an toàn hiệu quả nhưng mà vừa phải đảm bảo cái phát triển kinh tế xã hội. Đấy thì nó sẽ khó. Thế cho nên là chúng ta nên xem lại cái chỉ số này, mà có lẽ là cũng bình thường hóa cái chỉ số này đi. Cũng theo các chuyên gia, tiêu chí phân cấp độ dịch theo các tiêu chí của Bộ Y tế hiện không còn phù hợp, không phản ánh được bản chất thực tế. Ví dụ, Hà Nội có số ca mắc mới khoảng gần 3.000 ca mỗi ngày, nhưng có tới 90%, trong đó các F0 đều khỏe mạnh, dù mang trong mình virus SARS-CoV-2. Do vậy, việc đếm số ca nhiễm vào thời điểm này không còn quá quan trọng, mà nên đi theo xu hướng đánh giá cấp độ dịch. Tỷ lệ bệnh nhân nặng, tỷ lệ nhập viện, tỷ lệ tử vong, tình hình đáp ứng thu dung, điều trị của các địa phương. Đối với Việt Nam và đặc biệt Hà Nội thì tôi thấy rõ ràng là chúng ta chỉ lấy có cái tiêu chí số 1 là cái tiêu chí chính thôi. Theo tôi cái đó là rất khiếm nhiệm. Khiếm nhiệm là chỗ như thế này. Cái số mà F0 mà cao ấy, chưa chắc người ta là chết nhiều. Nhưng mà có thể là cái số F0 của người ta nhỏ, thế nhưng mà tỷ lệ tử vong của người ta rất là cao. Thế vì thế nên tôi nghĩ là chắc chắn là chúng ta phải thay đổi cái cách mà chúng ta đánh giá. Tính đến 18 giờ ngày hôm nay, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đợt dịch thứ tư tính từ ngày 24 tháng 9 năm 2021 ở Hà Nội là gần 74.000 ca. Việc phân loại cấp độ dịch cũng được cho rằng cần linh hoạt cho phù hợp với tiêu chí của mỗi giai đoạn. Vì việc này sẽ quyết định cách... Chiều nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 2021-2025. Các đại biểu cho rằng cần tách việc giải phóng mặt bằng thành dự án riêng và để địa phương thực hiện. Tuy nhiên, đầu tư công toàn bộ 12 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đang tạo sự hụt hẫng khi cơ chế, chính sách chưa đủ hấp dẫn để thu hút thành công nhà đầu tư tư nhân làm những dự án như thế này. Góp ý tại hội trường, đại biểu Vũ Tiến Lộc đồng tình việc chính phủ kiến nghị triển khai dự án theo hình thức đầu tư công. Sau khi hoàn thành sẽ nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước. Tuy nhiên, đầu tư công toàn bộ là cực chẳng đã và có sự hụt hẫng của đại biểu và cử tri, nhất là khi chúng ta có luật đầu tư theo đối tác công tư PPP nhưng lại điều chỉnh quay lại đầu tư công. Đại biểu chia sẻ như vậy là không thành công về chính sách. Và cái này lỗi không phải là do phương thức đối tác công tư mà chính là do trong cái cơ chế chính sách chúng ta thiết kế chưa đủ để hấp dẫn các cái nhà đầu tư tư nhân, và chúng ta chưa tìm được cái điểm hòa
trong cái chính sách. Chúng ta đã chưa thành công trong việc thu hút các nhà đầu tư tư nhân vào các cái dự án này. Thì tôi đề nghị là chúng ta phải đề xuất sửa đổi các cái quy định pháp luật và chính sách. Thì tôi cũng đề nghị là chính phủ thì nên thành lập cái quỹ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho cái nhà đầu tư tư nhân vay để xây dựng các cơ sở hạ tầng về giao thông. Để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, việc chính phủ đề xuất triển khai đầu tư công toàn bộ 12 dự án thành phần toàn có thể được. Mặc dù chưa có tiền lệ, chưa có cơ chế về chính sách này, cho nên tôi đề nghị Quốc hội đồng tình để chính phủ triển khai thực hiện từ lúc này cho các bộ ngành chuyên môn có chuẩn bị hồ sơ thủ tục cần thiết, khi dự án hoàn thành sẽ thực hiện ngay, với điều kiện là các dự án này là các nhà đầu tư chuyển nhượng phải thu phí không dừng. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, một số đại biểu cho rằng cần tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, giao cho địa phương thực hiện. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản vào năm 2025 thì cần có cơ chế đặc thù đủ mạnh. Tuy nhiên thì vẫn có 4 dự án có khả năng đầu tư được PPP. Tuy nhiên cái vướng là do cái tỷ lệ đầu tư nhà nước có thể cao. Từ hôm qua nay thì rất nhiều đại biểu đã đề nghị tách riêng cái gói giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư. Mà khi chúng ta tách ra như thế thì tổng mức đầu tư sẽ giảm đi. Và khi đấy toàn bộ phần giải phóng mặt bằng nhà nước sẽ chịu về bỏ ra để giải phóng riêng. Thì cái phần đầu tư còn lại nó sẽ không còn nhiều. Và như vậy thì sẽ không còn tình trạng là cái phần đầu tư nhà nước nó vượt lên 50%. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, 7.500 học sinh tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh rút học bạ chuyển về quê trong tổng số hơn 674.000 học sinh tiểu học, chiếm tỷ lệ là 1,1%. Đây là thông tin được đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều ngày hôm nay. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, trước thực trạng học sinh tiểu học rút học bạ chuyển về quê, Sở cho rằng ngành giáo dục thành phố đã làm hết sức mình để chăm lo cho học sinh. Với học sinh từ lớp 6 trở xuống, ngành giáo dục đang tham mưu cho thành phố lộ trình và đối tượng được đi học trở lại. Mặt khác, Sở cũng đã chỉ đạo các trường chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón học sinh trong thời gian tới khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phía Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện ngành y tế thành phố đang vận động lực lượng sinh viên vừa ra trường của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xung phong thực hiện công việc tại trạm y tế lưu động. Trạm sẽ tập huấn và có cơ chế chính sách phù hợp đảm bảo hoạt động cho các em ở trạm. Với 310 trạm y tế cơ bản, thành phố đã lập thêm 391 trạm y tế lưu động. Trước đây, các tổ quân y đã đảm trách 168 trạm với 406 người, tăng giảm tùy giai đoạn. Sau khi lực lượng này rút đi, các trạm y tế này vẫn sẽ duy trì để ứng phó với Omicron. Chính vì thế, bổ sung nhân lực cho các trạm y tế là lực lượng bác sĩ mới ra trường là cần thiết. Cũng theo Sở Y tế, các báo cáo từ đơn vị chức năng thành phố Hồ Chí Minh có 3 bệnh viện mua két tít của công ty Việt Á gồm Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện thành phố Thủ Đức và Bệnh viện quận Bình Tân. Hiện cơ quan chức năng đang thanh tra và chưa có kết luận. Liên quan đến vấn đề này thì mới đây nhất tại cuộc họp về phòng chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã yêu cầu Bộ Y tế cần phải tính toán rà soát và xây dựng lại các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Nhiều ý kiến cũng cho rằng tiêu chí đánh giá mức độ dịch dựa vào số ca nhiễm trong cộng đồng mỗi tuần trên 100.000 dân không còn phù hợp với tình hình dịch bệnh và nên thay bằng các tiêu chí về ca bệnh nặng, tỷ lệ nhập viện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến thì cũng cho rằng cho dù thay đổi linh hoạt để phù hợp với thực tế dịch bệnh nhưng cũng cần dựa trên nguyên tắc phải kiểm soát được số ca mắc trong cộng đồng. Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Hiện tại đây đang điều trị cho gần 200 bệnh nhân mắc COVID-19 từ nặng đến nguy kịch. Trong đó, khoảng 40 bệnh nhân đang phải thở máy. Số bệnh nhân tiếp nhận mỗi ngày từ 20 đến 30 ca, chủ yếu là những người già và chưa tiêm vaccine. Với số lượng nhân lực y tế hiện có, bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải. Đa số các bệnh nhân nguy kịch ở đây là chưa được tiêm vaccine và có một số bệnh nhân mới tiêm được một mũi. À, chủ yếu họ là những người nhiều tuổi, 80, 90, có những người gần 100 tuổi. 40-50% những trường hợp thở máy là có nguy cơ tử vong.
hôm nay cơ học phổi thế nào? Theo các bác sĩ, khi số ca mắc tăng cao, kéo theo đó là tỷ lệ bệnh nhân nặng cũng sẽ tăng. Thống kê của Bộ Y tế, hết ngày 7 tháng 1, Hà Nội đang có 408 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch, tăng gần 14% so với trung bình một tuần trước đó. Trong đó, bệnh nhân phải thở oxy qua mặt nạ, gọng kính tăng 15%, thở máy xâm lấn tăng 27%. Với dự báo số ca mắc mới thời gian tới sẽ còn tiếp tục gia tăng, để đảm bảo điều trị cho F0 nặng, bệnh viện cũng đã tính toán đến nguồn nhân lực và số giường dự phòng. Phương án nếu mà nhiều hơn nữa thì chúng tôi chuyển sang cái giai đoạn 3, tức là giai đoạn 500 giường. Khi đó thì cũng nhân lực thì từ trường Đại học Y Hà Nội, trường Đại học Y Hà Nội là cái nơi đỡ đầu về nguồn nhân lực cho bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cũng như là huy động thêm các sự hỗ trợ về nhân lực từ các bệnh viện của thành phố Hà Nội cũng như là một số tỉnh miền Bắc. Thực tế hiện nay, 90% F0 nhẹ và không có biểu hiện triệu chứng được điều trị theo dõi tại nhà. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng không cần quá quan tâm đến số ca mắc mới, mà thay vào đó là quan tâm đến giảm tỷ lệ bệnh nặng và nhập viện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thay đổi tiêu chí đánh giá cấp độ dịch là cần thiết, nhưng việc kiểm soát số ca mắc trong cộng đồng vẫn cần đặc biệt quan tâm. Bởi nếu không thì khả năng vỡ trận như câu chuyện của thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nước trên thế giới là khó tránh khỏi. Cần quyết liệt hơn, bởi vì là cái Hà Nội là cái địa phương có nguy cơ. Và nếu chúng ta không quyết liệt từ nay đến Tết Nguyên đán thì sau Tết dịch nó bùng lên. Và tôi muốn nói rằng là khi mà vỡ trận cái dự phòng sẽ vỡ trận điều trị. Y tế không kiểm soát nổi, gây ra hệ thống quá tải. Và ở đây muốn nói rằng có cả cái hệ thống quá tải ảo. Nghĩa là số ca mắc nhiều, ca nhẹ khi vào viện, ca nặng lại không được vào viện. Hoặc là nhiều những cái ca nhẹ liên hệ với y tế không giải quyết được. Và lúc mà họ chuyển nặng họ cũng không được tư vấn. Hiện tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội tử vong là 0,26%, tỷ lệ bệnh nhân nặng chiếm khoảng 1,5%. Tuy nhiên, số ca mắc mới với hơn 2.000 ca một ngày đã diễn ra hơn một tuần qua. Điều này cho thấy, nếu không tăng cường các biện pháp dự phòng kiểm soát lây nhiễm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, thì khả năng bùng dịch là rất lớn. Cái nghị quyết 128 ấy, nó vẫn chưa có những cái vấn đề sai. Nghĩa là chúng ta vẫn phải kiểm soát các ca mắc không được tăng quá. Làm sao ấy, người dân là không thể là buông trôi thả lỏng được khi cứ cho rằng là mình tiêm vaccine rồi, mình có thể là không mắc hoặc mắc bệnh nhẹ, nhưng tất cả đều rất là ảnh hưởng và nó có thể bùng dịch thêm lên. Và nó không bùng dịch ngay trước Tết đâu, nó sẽ bùng dịch ngay sau Tết, 1-2 tháng. Với tiêu chí thích ứng linh hoạt nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn phòng dịch, việc không thể làm sạch F0 trong cộng đồng đã được xác định. Tuy nhiên, để đảm bảo phòng dịch thì việc kiểm soát số ca mắc vẫn là điều quan trọng, bởi khi quá tải thì việc tử vong gia tăng là điều khó tránh khỏi. Tăng cường thanh tra kiểm tra, trốn đóng gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng, ngành bảo hiểm xã hội đã đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, kịp thời chi trả cho 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, 738.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, 7,8 triệu người hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, gần 126 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tổng chi trong năm 2021 của bảo hiểm xã hội là hơn 339.000 tỷ đồng. Sang năm 2022, bảo hiểm xã hội cũng sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để giúp người dân thuận tiện hơn nữa khi hưởng các chế độ, chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia, đôn đốc thu, giảm nợ, giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm. 6. Phát huy, khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi, thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng hiệu quả và bền vững. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu ngành bảo hiểm xã hội năm 2022 tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, triển khai tốt việc hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, kịp thời phát hiện và xử lý những cái hành vi vi phạm pháp luật tiêu cực, lãng phí, trốn đóng, gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để tập trung thu hồi
các khoản chi sai mục đích, sai quy định và các khoản nợ đóng, chậm đóng. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế an toàn, hiệu quả, đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bảo hiểm xã hội phải đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, chống tiêu cực, tham nhũng, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành, tạo thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Và các bạn thảo luận trực tuyến về dự án một luật sửa tám luật, bao gồm nội dung liên quan đến hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã đề nghị cần kiểm soát chặt việc cho nhà đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại nhằm ngăn trục lợi chính sách. Lấy câu chuyện đấu giá 1 hecta đất ở Thủ Thiêm mang lại 24.500 tỷ đồng, đại biểu Ngô Trung Thành, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng thực tế, nếu đấu giá, đấu thầu thì giá trị địa tô mang lại cho nhà nước rất lớn. Trong khi bất cập hiện nay ở chỗ, nếu nhà đầu tư nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thử tính 100 triệu đồng một mét vuông thì chỉ thu được 1.000 tỷ đồng, chưa bằng số lẻ của đấu giá. Như vậy, việc sửa đổi quy định theo phương án trên của luật nhà ở, ngân sách nhà nước không thu được bao nhiêu, người có đất chuyển nhượng cho chủ dự án cũng không được hưởng lợi bao nhiêu. Chênh lệch địa tô sẽ cơ bản thuộc về chủ dự án, người góp được đất. Đây thực sự là vấn đề rất bất hợp lý. Tôi đề nghị Quốc hội tạm thời chưa nên sửa đổi khoản 1 điều 23 luật nhà ở như phương án đề xuất. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động, đặc biệt là phải có hướng xử lý cho bằng được vấn đề chênh lệch địa tô trong luật đất đai và các văn bản khác có liên quan. Thừa nhận, quy định hiện nay đang tạo ra sự phân biệt đối xử đối với các trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất nhưng không phải là đất ở, hoặc không có phần đất ở thì không được chấp thuận chủ trương đầu tư. Điều này gây lãng phí nguồn lực, khiến giá nhà ở tăng lên. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Chính phủ đề xuất sửa đổi Điều 75 luật đầu tư để cho phép các nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất, gồm cả 3 loại đất, đó là đất ở và các loại đất khác, thực hiện dự án theo phương thức chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư và không phải qua đấu giá, đấu thầu. Đồng thời thì để kiểm soát chặt chẽ cái việc chuyển đổi, tránh lợi dụng chính sách để chuyển mục đích sử dụng đất tràn lan, nội dung đề xuất sửa đổi của Chính phủ đã quy định loại trừ tất cả các trường hợp phải thu hồi đất theo quy định, bao gồm cả thu hồi đất để đấu giá, đấu thầu theo quy định của luật đất đai hay là bán tài sản công theo luật tài sản công. Thứ hai là bổ sung quy định nhưng mà khi chuyển mục đích sử dụng đất thì phải theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quá trình làm thì phải minh bạch. Thì hoàn toàn là nó rất là rõ ràng như vậy. Tuy nhiên những cái điều băn khoăn của các đại biểu Quốc hội là phù hợp. Nó có cái câu chuyện có thể bị trục lợi chính sách. Thế thì quan điểm của Chính phủ là cũng phải chúng ta phải cân nhắc tính toán cái điều này nó hết sức cẩn thận. Bộ trưởng Lê Thành Long cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội cân nhắc, xem xét, xử lý vấn đề này theo hướng làm thí điểm trước khi triển khai rộng rãi nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Như những năm trước đây, thời điểm này tiểu thương ở các chợ truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tăng cường trữ hàng hóa để phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán. Thì năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhất là sau đợt siết chặt giãn cách vừa qua, khiến cho nhiều tiểu thương dè dặt hơn trong việc dự trữ kinh doanh hàng Tết, bởi họ sợ nhập hàng nhiều nhưng mà sức mua lại giảm. Trái ngược với sự nhộn nhịp trước đây, vào thời điểm này chợ Tân Định, thủ phủ kinh doanh hàng hóa Tết lại rất vắng vẻ. Nhiều mặt hàng phục vụ cho Tết như bánh kẹo, mứt, trà, củ quả sấy đã được bày bán nhưng không nhiều. Đối với các mặt hàng thời trang như quần áo, giày dép, các tiểu thương thậm chí không dám nhập hàng mới, chỉ bán lượng hàng bị tồn đọng trong suốt thời gian dịch vừa qua. Theo các tiểu thương, lượng hàng chuẩn bị cho Tết năm nay giảm tới 50-70%. Giá cả có tăng, tăng cao nhất đối với các mặt hàng mứt, đồ sấy khô. Giảm đi nhiều lắm. Cái hồi xưa là 10 giờ lấy chỉ có 3-4 vậy. Nó giảm đi nhiều. Nó không giống như hồi xưa mà mai mà gần sát luôn. Còn bây giờ không ai mai hết. Là mua đồ may sẵn nhiều hơn. Hàng hóa lên giá dữ lắm. Họ cứ viện cớ là xăng với nguyên liệu với lại không có nhân công. Công nhân người ta đi về quê hết rồi, cái không có nhân công cứ thế mà lên, đồ lên quá trời.
bán thì không có khách và đồ lên quá trời. Khách nó bớt nhiều lắm, không phải như là hồi trước đâu. Nhưng nay là ngày ở dưới là mùng mấy Tết, gần bước sang mùng 10 rồi đó, gần rằm rồi mà bây giờ thấy khách cũng lại la ra thôi, toàn khách quen. Tại chợ ở Bến Thành, chỉ mới có 30% lượng sạp hoạt động trở lại. Các mặt hàng hoa, đồ trang trí Tết, bao lì xì đã được bày bán. Tuy nhiên, hàng hóa không nhiều, mẫu mã cũng không đa dạng như mọi năm. Chủ yếu là các mặt hàng nội địa. Lượng khách giảm mạnh, các đơn hàng lớn cũng thừa thớt nên các tiểu thương chọn cách bán tới đâu, lấy hàng tới đó để tránh tồn đọng. Năm nay là tụi em không có nhập hàng, chỉ bán lại bông cũ thôi. Chỉ có là thiếu cái gì thì nhập vô chút đỉnh, chen vô. Bán Tết là giống như mấy cái bông đông đào, hoa đào là Tết thì thường thường mấy cái khách sạn, nhà hàng, người đường người ta mua ta trang trí á, là tụi em có nhập thêm chút đỉnh đó thôi. Bán mấy chục năm rồi mà chưa bao giờ mà khách vắng như năm nay. Các mặt hàng luôn, mặt hàng bánh kẹo rồi lì xì hay này kia, tất cả đều nói chung là giảm tối thiểu. Bán thì duy trì thôi, tại vì bán quanh năm mà mình phải duy trì thôi chứ mình đâu thể bỏ được. Do tác động của dịch bệnh, sau thời gian dài đóng cửa, nhiều tiểu thương không mặn mà với cách bán hàng truyền thống mà đưa lên các kênh thương mại điện tử để bán trực tuyến. Đây cũng được xem là cách thức mới của thị trường hàng hóa Tết năm nay. Tất cả đang hy vọng, từ nay tới Tết Nguyên đán, hàng hóa Tết sẽ được tiêu thụ mạnh hơn khi Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức trở thành vùng xanh. Sau phiên sáng đi lên, lực bán mạnh chốt lời ở giữa phiên chiều khiến cho hệ thống nghẽn lệnh, dẫn đến bán ổ ạt và làm VN Index đi xuống liên tục, chốt phiên tại mức thấp nhất trong ngày là 1.503,71 điểm, giảm gần 25 điểm so với tham chiếu. Sắc đỏ áp đảo trên thị trường chứng khoán với khoảng 310 cổ phiếu giảm, trong khi bên tăng thì chưa bằng phân nửa. Cho xin cảm nhận về sàn HOSE chiều nay đi chị em. Rất chi là bức xúc luôn. Rút phích để nhà đầu tư đỡ lỗ. Người chơi không ngóc đầu lên nổi. Đó là những bức xúc của nhà đầu tư trên các diễn đàn, room chat trong phiên giao dịch hôm nay. Đáng chú ý nhất là nhóm cổ phiếu bất động sản, trong đó cổ phiếu FLC giao dịch đột biến, lập kỷ lục trên HOSE với gần 135 triệu cổ phiếu khớp lệnh, chiếm gần 10% lượng cổ phiếu khớp lệnh trên HOSE hôm nay. Đầu phiên ở giá trần 24.100 đồng một cổ phiếu. Tuy nhiên, có thời điểm rớt về mức giá sàn 21.000 đồng một cổ phiếu, và chốt phiên ở mức 21.150 đồng một cổ phiếu. Nhiều mã cũng diễn ra tương tự như POW, CTS, HBC sáng nay đang ngự trị ở giá tím chiều, đã đi một vòng lớn về giá sàn. Như vậy, sau hơn 6 tháng tình trạng nghẽn lệnh được giải quyết, thì nay hiện tượng này lại chính thức lặp lại. Phiên hôm nay, HOSE đã đạt giá trị giao dịch 36.000 tỷ đồng. Có lẽ rằng là cái thời điểm cuối phiên dồn ép quá nhiều lệnh đẩy vào thị trường, đặc biệt là các lệnh bán chốt lời, khiến cho cái hệ thống giao dịch có phần hiển thị là không chính xác ở trên bảng giá ở nhiều công ty chứng khoán. Chúng tôi nhận thấy rằng là có thể cái áp lực lệnh ngắn hạn vào một cái thời điểm nhất định nó khiến cho cái hệ thống chạy không được mượt mà, và do đó nó xảy ra tình trạng là nhiều thông tin liên quan đến việc lỗi tại sở giao dịch. Tuy nhiên tôi cho rằng là cái tình huống này có thể là nó chỉ là cái tình huống lỗi ở cái mặt hiển thị lệnh thôi, còn hiển thị giao dịch giá giao dịch thôi, còn cái phần giao dịch thì chúng tôi chưa nhận thấy rằng là nó có những cái yếu tố bất thường. Không chỉ sàn HOSE, sàn HNX hôm nay cũng diễn ra cảnh tương tự đã khiến nhà đầu tư bất ngờ lớn. Ví dụ như cổ phiếu BST, CMC, SDA, LAS. Theo các chuyên gia chứng khoán, thị trường chứng khoán luôn tiềm ẩn những bất ngờ lớn, những cú sốc như hiện tại là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Với cái việc mà thị trường đã giảm về mức VN-Index quanh mức 1.500 điểm thì rất nhiều khả năng là chỉ số này sẽ sớm cân bằng trở lại. Đặc biệt là các cổ phiếu blue chip thì đã ở mức giá thấp và có thể có cái dòng tiền, thu hút được dòng tiền trong thời gian tới thì có lẽ rằng là thị trường cũng sẽ sớm hồi phục. Và do đó thì đây có thể không phải là một cái phiên giao dịch mà khiến cho nhà đầu tư quá lo ngại. Thì tuy nhiên thì đối với những cái cổ phiếu đã tăng nóng thời gian vừa qua thì chắc chắn rằng là cái áp lực bán nó sẽ còn diễn ra trong một vài phiên tới. Chính vì thế mà đối với những nhà đầu tư giao dịch trên thị trường chứng khoán hiện nay thì tôi cho rằng là nên hướng đến cái kết quả kinh doanh quý 4 và lựa chọn những cổ phiếu mà tốt và tăng trưởng cao mà chưa có cái diễn biến tăng giá nhiều, thì chắc chắn là cái rủi ro giảm giá nó cũng sẽ thấp và cái cơ hội để mà tăng giá đối với những nhóm cổ phiếu đó thì nó cũng khá là khả quan. Các chuyên gia khuyến cáo rủi ro sẽ đến với những người đến sau. Do đó, chúng ta không nên mua thêm.
đồng thời hạ tỷ trọng margin vì cú đảo chiều giảm sẽ đến bất kỳ lúc nào, đặc biệt khi thời điểm Tết âm lịch đang đến gần.